Đúng rồi. Bà giỏi, bà đền tôi hoài rồi. Sao giờ nay bà bị nó cắn rồi bà không mắc tình á? Chân đâu rồi? Thôi đừng nói bậy. Đâu vậy chân coi, cắn chảy vô. Chảy máu lên xương rồi nè. Thấy không? Bùng chân gian luôn rồi nè. Hai lỗ luôn á. Hai lỗ luôn hả? Bà biết chích ngựa nhiêu tiền không? Ai mà biết. À, một lần chích như vậy là mấy trăm ngàn đó. Trời ơi trời, giờ đi mua thêm con chó nữa, nó ốp lên nó đẻ tới rồi đi mua con chi nữa vậy? Mua nhiêu ạ? Ba này ba rất chúng lại chưa đi chích ngừa, giờ mà không chờ đi chích thì thôi. Thì đi chích chứ sao giờ? Đi chích ở đâu? Mày đi qua bên kia chích chứ đâu mà chích bên đây. Bên nào? Đi qua bên cầu Di Tăng á. Cầu Di Tăng ở đâu nữa? Chỗ bà tắm xong á. Nhảy dưới luôn đi cho bà đi đầu thai luôn khỏi chích. Hả? Ừ. Cắn ông chủ bên trời nào. Ừ, là thở nay rồi nó cắn bà kia tôi cắn nó. Ai em biết con chó đó, tôi đâu có biết con chó. Tôi làm gì biết con chó đó? Bậy tụi bà. Tới một chuyện nữa nè quý vị, bị chó cắn chảy máu rồi, hôm qua nay đi đâu rồi? Hôm qua đi đâu đi ra chi để cho nó thấy nó cắn vậy? Hả? Rồi bán hết chưa? Trời ơi, bà đó mới chạy xe ngược chiều, có làm như đường của bà. Ôi. Chích về cầm giấy lại đưa tiền ta lấy tiền lại nghe không? Chó bự dữ lắm hả? Ờ. Bự bây lớn. Bự bà gì đó. Gì vậy má? Hỏi thiệt chứ nó giỡn đâu à. Mặt ghê hả? Con chó đó cỡ 30 kg á. Bự dữ trời. Lúc đó có lên đi theo không? À. Trời ơi. Bây giờ cái giác thêm chó này nữa. Chờ tôi chó nó đây. Gắn vô lại. Trời ơi, bị chó cắn nghe ba út nói chảy máu tùm lum hết trơn á quý vị. Cắn ở cái chân bên phải nè. Bây giờ đưa đi qua bên trung tâm y tế dự phòng chích mới được. Chạy đây, đi qua cái chỗ mình ăn cơm á, trên đó mới có chỗ chích. Thì đi giờ tôi vừa đi vừa nói chuyện chứ giờ trời khổ nữa rồi. Chó nó cắn hay giấu dưới chân đó quý vị, bây giờ bác út cho hay rồi mới đưa đi chích thuốc ngừa mới được. Bây giờ không biết chó tôi của ai mà có nói con chó nó cỡ 30 kg vậy đó, không chích rồi đi ra đi vô đây ngay cái xóm nó toàn là nhãn lồng không à. Đồ ăn là bậy tầm ba không rồi nó làm việc trong phòng mới chết nữa. Chó mà nó có chích ngừa, ngừa dại á thì nó đỡ, mà chó nó không có ngừa dại nó cắn một cái là mệt lắm. Ơi má ơi, đang á hôm qua nó cắn vậy tao lấy tao cắn nó lại, hai cái nọc chạy qua chạy lại là không ai bị hết. Nó bị nọc mình bị nọc nó. Mày sáng giờ ăn gì chưa? Sang ha, sáng này nghe nói đi ăn phở phải không? Đã trời. Ăn đâu ạ? Sao không dắt tôi đi ăn vậy trời ạ? Thì gọi tôi với ra. Lấy số điện thoại tôi đi, mai mốt gọi Zalo tôi. Thì lấy Zalo rồi đăng ký Zalo gọi tôi được rồi. Bí mật nha, lấy số Zalo, lấy số tôi
lấy Zalo, đăng ký Zalo rồi lấy số tôi đi rồi gọi. Không được. Ừ. Vậy là con chó này 30 tải số rồi. Trời ơi. Chó này phải chó đực em, chó cái không em? Không phải chó cái. Chó đực là tôi đổi 30 tải số và tôi đem về tôi nuôi. Kìa kìa kìa, nó lanh kìa. Chó mặt dễ cưng quá ta. Con ốc len nó đẻ gần tới nơi rồi mà đi mua gì nữa không biết nữa. Mua chơi vậy hả? Con nhà mình lên nữa kìa quý vị. Này đi không gắn cái mít, không đem mít theo quý vị ơi. Này đi bắt chợt. Sống đi chạy. Vẫn gỡn hoài à. Rồi không biết có bị kỵ thuốc hay là sốc phản vệ gì không rồi đi qua bển rồi chích thuốc ngừa thử thuốc nữa đó. Bà chắc khỏi thử rồi, bà là thầy của các loại thuốc rồi. Cái gì gọi là thẩm mỹ nữa. Biết nói thẩm mỹ mà ăn quá chạy ăn thẩm mỹ gì nữa thẩm mỹ. Tướng người ta rồi dù sao không phải là vết sảnh. Còn tướng này là vết lẩu. Đi đây nè. Đây nè. Tôi đâu. Chạy gì bà có biết cái chỗ nó đâu rồi chạy. Qua bển nó vô rồi tao đăng ký rồi phải ngồi bắt số rồi phải ngồi đợi rồi đó nghe. Bữa nay là đầu tuần là nó lâu dữ lắm đó. Vô luôn. Thẳng lên đó quẹo phải chỗ mình ăn cơm đó. Chạy tới ngã tư quẹo trái. Là đụng. Hết luôn rồi quẹo. Đó chỗ này bán cơm nè, nhớ mai mốt có đói bụng chạy qua đây xin tan. Tao bập tay luôn. Nói chỉnh kênh kênh tôi là sao hả? Bạn biết thái độ của bạn vậy là tôi đưa cho biết bao nhiêu người lên dĩa chưa? Tôi sợ em cô cạn cái gì em đưa cho lên dĩa này tôi khỏi gầu lo. Bà làm gì gầu lo? Cuộc đời của bà tôi thấy bà không có gầu lo chuyện gì hết trơn. Cái nằm ra là bắt đầu ngủ ngáy go go rồi bà đặt gầu lo vô mà thiếu điều á, tao đập cửa còn không hay nó bự bưng bưng mà dục xuống sông. Đây nè, đợt này ở trên cao này coi chừng lớn quớ ha, ngủ mà ngáy đi tôi nắm chân tôi lôi tôi kéo xuống dưới đó đó. Vậy rồi cái lúc ra cửa quần tôi có hay không? Gì má. Gì trời. Gì vậy? Đó trước mặt mình đó. Lại đây nè. Giờ Thanh Liêm cùng với chị đẹp đưa đi qua bên chỗ chích ngừa ở đây. Hồ tôi đi thể dục thôi à. Chích đây nè. Đó tòa nhà bự này đó. Nó nói tôi dê nữa à. Thì ba bóp ngay chân đó thôi chứ ba làm gì được mà dê với không? Bóp vú. Vậy là thử bóp coi. Ngu à. Bị la ôm sùm đó. Sử dụng cái chiêu bóp vú cầm đã thủ. Ừ. Bữa nay là dắt chị đẹp đi khám thai luôn. Lấy ai mà có thai em nội. Ai biết à trời. Đi khám bầu luôn chị ha. Tướng này nghi nghi lắm mà trời. Biết
nữa không có nói khơi à. Con chó mày này nè đẹp. Trời ơi. Sinh nhật để cho ai đóng tiền đi đẹp. Tiền đâu đó? Có kỳ đó có nghe nói là có kỳ đúng rồi. Vậy hả? Rồi cái gì chút xíu nữa gọi lại nha. Mình đang ở trong bệnh viện nè. Rồi. Rồi sao rồi? Đây vô ngồi nửa tiếng nữa hay giờ gì đó. Thì đúng rồi, chích bao nhiêu mũi coi trong giấy nó coi, giữ lại giấy lại coi. Rồi. Đó. Mũi đầu tiên. Trời ơi, tổng cộng là 5 mũi. Trời ơi. Chích trúng chăn, mỗi lần 5 mũi. Xuống dưới tay rồi mà. Cái gì? Thuốc nó chạy xuống dưới tay rồi. Thì đang thử thuốc nữa mà. Ừ. Chích rồi đó ha. Nó chạy xuống dưới tay rồi. Biết đâu. Thôi, có bà. Thôi khỏi đi, đáy mà cơ mà. Vậy hả? Đáy rồi cũng đi ra làm gì. Chơi đi theo chơi với ơi. Đáy nhỏ nhỏ nè, đừng đáy lớn quá tao nghe nha. Tôi gắn cái mít trong đó rồi đó. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì nãy giờ thì chị đẹp cũng đã chích thuốc ngừa chó cắn rồi quý vị, thì là tổng cộng là 5 mũi. Mình không biết cái lịch chích thì như thế nào, bây giờ là chích xong phải ra đây ngồi chơi khoảng nửa giờ đồng hồ tao mới cho về. Rồi sao, ổn chưa? Kỳ này về hết bệnh luôn. Đâu đưa giấy coi lại bữa nào chích giữ giấy đó nghe. Điện kêu ổng xuống chở cho đi chích đi. Hôm nào? Không gà trống quà đó. Thôi. Tự mình lo, tự mình đi chích đi chứ mắc mới gì kêu ổng chi. Tự mình lo hả? Ừ. Lo được không? Được. Thiệt luôn. Giấy này 5 ngày thì tự 5 ngày tôi đi lại đây tự mình tôi đi chích. Thiệt luôn vậy đó hả? Ờ, khỏi càng em đi thôi. Khỏi càng luôn. Ừ. Nhớ nói khỏi càng nghe. Ừ. Nhớ nói khỏi cần nghe. Trời ơi, kìa cắn cái chân bên phải nè. Sưng dù lên kìa. Nó cắn cái bụp vô liền luôn vậy đó hả? Ừ. Tối người ta cắn vậy đó, về ta lấy cái gì đó người ta bụp ngang đó. Là xong. Một lần đau là sẽ hết. Nhà số ký này sao kỳ vậy đó, số ký này đâu có phải đâu. Nhiều ký?
số nặng này là bị sơi rồi. Sao mày không lên cắt? Không lên cắt mà trong đây nó có số can sản rồi. 80 kg. Hỏi rồi, tao nhìn chị là biết người ta đón ngay bốc luôn chứ còn gì nữa. Còn một cái. Ôi ơi. Nó cái nào sai là sai, cái nào đúng đúng. Đúng gì? Này là mới chích được một ngày à, phải không? Bao nhiêu mũi? Mỗi ngày mua chích hay là sao? Một ngày một liều, mà liều 2, liều 3, liều 4, liều 5, trong 1 năm và 5 năm. Hỏi chút vô hỏi người ta ngày mai vô chích, mỗi ngày mua chích hay gì? Để rồi bỏ con chó đây cho tôi đi. Thôi khỏi đi. Khỏi là sao khỏi? Bỏ tôi giữ giùm cho. Báo nữa trời. Chích tới 5 mũi là đâu quý vị. Ngày xưa rồi mình nhớ chích có 3 mũi hay gì, sao giờ cái vaccine lại lên 5 mũi rồi. Tới một chuyện thì không chích đây rồi mới có cái gì đây mệt nữa. Sớm nó chó nhiều dữ lắm, đi ra đi vô. Bà bả gì đẹp ít khi nào mà bị chó cắn lắm quý vị. Không biết sao mà được này, chó nó quất báo biết. Rồi sao? Nhìn theo thứ tự trong này nè, giờ ông giữ rồi. Tôi không giữ rồi, 7 tây tháng 7 vậy là còn 3 ngày nữa mới đi chết. Bữa nay 4 tây. Chết nữa. Gì? Tổng cộng là 5 lần với 3 lần gì? Tại nãy có 4 lần à. Có 4 lần chết rồi hả? Ừ. Rồi giờ sao rồi, ổn chưa? Ổn rồi. Về chưa? Rồi. Được không? Đi nhà ngủ. Gì? Đi nhà ngủ. Ngủ 4, 7 năm rồi ngủ hoài vậy má. Ngủ, nằm đại đi ngủ đi. Thôi đi mắc gự thuốc người ta dặn nữa giờ đồng hồ mới được đi về, mới ra chưa được 10 phút nữa đòi đi về. Vậy thôi, ê mắc cái giấy đâu không có được, bỏ vô bị cách đàng hoàng coi. Gì ép gì giờ? Ép bọc bọc á, đặng chơi có trời mưa rồi đang theo nó không có bị ấy. Thôi đưa đây đi. Thôi. Gì? Hồi sáng á, tôi mua miếng rán ép tôi ăn á. Rán ép gì ăn? Thôi, tháng mua rán ép cây tôi ăn á. Tới nữa, tới một chuyện nữa rồi. Trời, mấy nghĩ xa mặn chó đó, nó ở đâu mình cũng chưa biết nó mặn nó bao giờ nữa. Vậy từ cái chỗ mà chị không biết mặt nó cho nên nó mới lụm chị. Nó chạy ra nó lụm một cái nó chạy vô rồi nữa. Nhanh vậy đó hả? Chứ nó không cứ mày cứ cơ này thì cắn con này quấn lượn con kia nguyên một đám luôn. Ôi mà ơi. Một mình nó bự nhí nó chạy ra nó cắn tôi cái nó chạy vô nó trốn mất rồi. Thôi cái đó nó hung chị á. Bởi vậy nhờ nó hôm nay lỡ một lần nè. Ôi ơi còn khoe nữa, cặp giò bước sang clip hột sòn không. Ừ. Ôi đó có bán tiệm vàng hả? Hèn chi mới bán hột sòn, nó chân hột sòn không à. Cẳng vô đó luôn trời. Gì nữa trời, chữ tôi nữa hay gì trời. Ổn chưa? Thiệt không? Khỏe không? Lên đường. Giấy đó tôi giữ, em giữ. Ai giữ cũng được, miễn đừng để mắt, về bỏ vô bọc đi. Ừ. Vậy này cho lên dĩa luôn. Cho lên dĩa ở luôn. Tội cãi cãi. Cãi. Thẳng nó luôn phải không? Tại mày mà tao mới đi chích ngừa phải không? Nhờ mày mà tao được chích thuốc. Ừ. Chích cái kim nhỏ đỡ, gặp chích kim bự báo nữa. Thấy tôi gặp cái ông chủ chó đó, tôi lấy ổng rồi khỏi đi chích ngừa.
Chó, chó chích mà đòi lấy chủ chó luôn mới ghê. Lấy ổng khỏi đi chích ngờ mới ghê. Ừ lấy đi, lấy ổng luôn đi cho tôi đợi tôi bớt khổ một chút coi. Tại tôi không có bớt thôi. Về nắm đầu ổng. Ê ê ê kìa kìa. Gàn nó lại. Tới một chuyện chưa, tới chưa, tới chưa. Trời ơi trời, chó cắn mà đòi lấy luôn ông chủ luôn nó mới ghê. Vậy chứ sao. Trời ơi. Chó chờ không? Con chó nó cắn mình mới biết được ông chủ. Còn cái này nhờ con chó cắn mình không biết được ông chủ mà gặp ngay tòa án luôn. Là sao? Hả? Gặp ngay tòa án là sao? Kìa, ừ gớt cái biển số luôn đi. Vậy không lẽ xe biển số giả thôi. Giờ công tôi đưa sáng giờ đi chích ngừa trả công bằng trái cốc đi. Không muốn lấy gì đó, không lấy thôi. Lấy đồ ăn thôi chứ không có lấy gì hết trơn á. Ok không? Ừ. Còn tiền chỗ không? Hết rồi. Thiệt luôn vậy hả? Đã nói đây nè. Rồi ngày mai tự đi chích phải không? Ừ. Ừ gắng chịu. Ê rồi cho tiền mua mua nước uống vậy đây. Nước trên xe có kìa tiền không bạc có, gì nữa. Tiền ơi đổ bỏ đâu uống được. Mà là à rồi. Không có sữa nóng hả? À sữa tươi cũng được hả? Nặng uống đi. Bởi vì tôi đang đi kiếm nằm chó cắn đó. Nhiêu tiền hả chị? 8 ngàn tôi mới đưa trả lẹ cho ta, không có giận nữa. Rồi tôi về rồi tôi thì chút nữa chiều đi về chỗ khác, về chỗ tính, nhanh lên. Để con 8 ngàn nè. Ừ. Ý. Ý trời, vụ gì trời? Vụ gì trời? Rồi, biết rồi. Biết rồi. Biết rồi, biết mua sữa làm gì rồi. Hiểu mà rồi. Nhớ mà đi ha. Hay lắm quẹt ơi. Cho chó uống ha. Cao siêu và dữ lắm. Rồi. Thì bây giờ cũng đưa cho chị đẹp chích mũi thuốc ngừa đầu tiên xong rồi quý vị. Bây giờ Thanh Liêm cũng đi về, tranh thủ còn công việc của mình phía trước đó quý vị ơi. Hồi sớm giờ em cũng đi tìm cái hoàn cảnh mà chị gái bị ung thư gan á, nhưng mà tìm chưa có ra. Lạc số điện thoại của cái chị gọi đến rồi. Thì nếu chị có xem cái video này thì chị hãy gọi đến lại cho Thanh Liêm để cho Thanh Liêm xin cái địa chỉ của chị đó để em xuống em quay chia sẻ cho cộng đồng. Vậy nghe chị. Thì thôi bây giờ Thanh Liêm cũng xin kết thúc video tại đây. Bình Thịnh thì sau khi chị đẹp tiêm vào thì cũng thử thuốc khoảng nửa giờ đồng hồ rồi. Ổn thì cho chị đi về. Thôi chào khán giả coi, kết thúc coi.